Và điều làm mình ngạc nhiên trong tầm giá này của chiếc máy lạnh á là nó còn có cả chế độ Follow Me nữa. Mà chế độ này á ở nhiều máy lạnh mắc tiền khác là chưa chắc có nha các bạn. Thuê được cái nhà trọ nha là quá ưng ý rồi. Nhưng mà có điều không có máy lạnh. Nghĩ đến chuyện ở trong nhà trọ mà thời tiết Sài Gòn quanh năm suốt tháng lúc nào cũng nóng, rồi không có máy lạnh là thấy hơi mệt rồi đó nha. Nên bây giờ không dài dòng nữa, Hậu sẽ chia sẻ đến các bạn những chiếc máy lạnh ngon, bổ, rẻ đang có mặt tại nhà Điện Máy Xanh nha. Trước tiên á là mình sẽ lựa chọn loại máy lạnh và công suất phù hợp nha. Và hôm nay thì Hậu sẽ lựa chọn loại máy lạnh có công suất là 1 ngựa và sẽ phù hợp với những loại phòng có diện tích là dưới 15m2 và nói trước là không có inverter nha. Nghe đến không có inverter là các bạn sẽ thấy hơi cứng cứng rồi đúng không? Tại vì á sinh viên mà lúc nào cũng phải tính toán tiền điện mỗi ngày luôn, mà bây giờ không có inverter là thấy ngốn tiền điện hơi nhiều rồi đó đúng không nè. Thực ra là các bạn chưa biết thôi nha, nhưng mà đợi xí là tôi cũng chưa thuộc bài. Để giờ tôi lấy điện thoại ra, tôi hỏi anh Google nha. Hả? Đây, Google có bảo như sau. Là máy lạnh inverter chỉ thực sự tiết kiệm điện trong khoảng 10% đến 20% thôi nha. Và khi chạy liên tục và điều kiện nhiệt độ bên ngoài trời là không quá cao. Còn nếu như mà nhiệt độ bên ngoài của mình á quá cao luôn và máy phải chạy với năng suất 100% á, thì máy lạnh inverter cũng không có tiết kiệm điện hơn so với máy lạnh thông thường nha. Và nếu như bạn sử dụng máy lạnh không liên tục hoặc thời gian ít, chỉ vài ba tiếng mỗi ngày thôi, trong điều kiện nhiệt độ môi trường bên ngoài cao á, thì máy lạnh inverter cũng hoàn toàn không có khả năng tiết kiệm điện nha. Mà tính ra nha các bạn, là người trẻ như tụi mình á là đâu có ở nhà liên tục đâu, đi học đi làm tới khuya mới về luôn, lúc này mới mở máy lạnh lên để ngủ cho thoải mái. Vậy là mình đâu có sử dụng máy lạnh liên tục đâu, nên Hậu nghĩ là nên chọn loại máy lạnh không có inverter, vừa tiết kiệm được chi phí mua nè, mà vừa không phải lo về tiền điện nữa. Và khởi đầu cho danh sách ngày hôm nay đó chính là chiếc máy lạnh Comfy một ngựa với mã sản phẩm Sirius B9 nè. Ở thời điểm quay video này á thì chiếc máy lạnh Comfy đang có mức giá khá hấp dẫn là 5.700.000 đồng. Trong tầm giá này á thì mình đánh giá đây là một chiếc máy lạnh khá là hờ nha, vì có tất cả các chế độ làm lạnh thông dụng luôn, như là chế độ sleep nè, chế độ làm lạnh nhanh nè, cũng như là có cả chế độ tự động vệ sinh dàn lạnh nữa. Remote đi kèm với máy còn có cả đèn nền màn hình cùng phím bấm dạ quang, giúp mình dễ dàng điều khiển trong bóng tối chứ không cần phải lọ mọ bật đèn pin từ điện thoại soi vào remote xem bao nhiêu độ nha. Và điều làm mình ngạc nhiên trong tầm giá này của chiếc máy lạnh là nó còn có cả chế độ Follow Me nữa. Mà chế độ này ở nhiều máy lạnh mắc tiền khác là chưa chắc có nha các bạn. Thông thường chúng ta sẽ có thói quen đặt remote máy lạnh gần khu vực chỗ mình ngồi hay nằm. Bên trong chiếc remote này sẽ có một cảm biến nhiệt độ giúp mình nhận biết được khu vực chỗ mình ngồi có đang nóng hơn hay lạnh hơn nhiệt độ được cài đặt ở dàn lạnh hay không. Nếu có sự chênh lệch thì cảm biến sẽ gửi tín hiệu đến dàn lạnh giúp máy lạnh điều chỉnh hoạt động nhiệt độ lạnh đến khu vực remote một cách chính xác. Giá thì rẻ mà quá trời là ngon luôn, xứng đáng là một chiếc máy lạnh Verdes đúng không các bạn. Và một điều đáng tiếc với chiếc máy lạnh vừa rồi là cái gì nó cũng có luôn các bạn, nhưng có một thứ nó không có, đó chính là đèn hiển thị nhiệt độ bên trên máy lạnh. Và Hậu thấy có khá là nhiều bạn cũng quan tâm đến chi tiết này á, và bạn nào là ở trong số đó và mình chịu chi thêm một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc máy lạnh Midea sẽ không làm bạn thất vọng nữa nha. Đi kèm với màn hình hiển thị nhiệt độ thì thiết kế của máy lạnh Midea cũng có phần lạ mắt với đường cong bo nhẹ ở mặt trước máy. Về cơ bản thì máy cũng đầy đủ các tính năng và chế độ như là chế độ ngủ nè, làm lạnh nhanh to bo, Follow Me hay tự vệ sinh dàn lạnh. Điểm đặc biệt là đi kèm với máy còn có bộ lọc bụi hai lớp HD có khả năng loại bỏ các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Nếu như mà khu vực phòng trọ của bạn có nhiều xe cộ đi lại, bụi dễ bay vào phòng của bạn, hoặc là bạn có nuôi thêm thú cưng nữa thì chúng ta có thể cân nhắc tính năng này nha. Thêm một gợi ý nữa cho các bạn, đó là một chiếc máy lạnh có mức giá tiền không quá chênh lệch với em vừa rồi đâu nha. Đó chính là máy lạnh Casper thuộc dòng KC-FC32. Đèn hiển thị nhiệt độ có nha, làm lạnh nhanh, chế độ ngủ, Follow Me, tự vệ sinh. Mấy cái này máy lạnh có nốt luôn nha các bạn. Thiết kế remote cũng theo phong cách khá mới mẻ và độc đáo, không tạo cảm giác chằng chịt rối mắt. Bên cạnh tính năng làm mát, máy lạnh Casper cũng có khả năng lọc không khí với bộ lưới lọc nằm ngay dưới phần mặt nạ của máy. Với lớp lưới lọc có mắt khá nhỏ, các bụi bẩn khó mà lọt xuyên qua được ở nhà. Máy được trang bị tấm lọc hóa chất Cold Catalyst có khả năng giữ và phá hủy các tạp chất gây hại cho sức khỏe có trong không khí, trả lại bầu không khí trong lành và thoáng mát. Ngoài những tính năng đi kèm thì xuất xứ đến từ Thái Lan của chiếc máy lạnh này cũng là một điểm thu hút mình đó nha. Trong phân khúc từ 7 triệu trở lên thì chiếc máy lạnh Aqua sẽ đáp ứng cho các bạn vừa làm mát nặng cũng như là vừa đảm bảo sức khỏe nha. Sở dĩ mình nói như vậy là vì chiếc máy lạnh Aqua KCR9NQS có chế độ Hell Air điều chỉnh hướng gió chỉa thẳng lên trần nhà hoặc xuống đất,
tránh cho luồng gió thổi thẳng trực tiếp vào người, rất tốt cho những bạn nào mà nhạy cảm với hơi lạnh nha. Chưa hết đâu nha, tại máy lạnh Aqua, chế độ ngủ sleep sẽ làm cho nhiệt độ của máy tăng tự động lên 1 độ C sau giờ đầu tiên, sau đó tiếp tục tăng thêm 1 độ C sau giờ thứ hai và duy trì ổn định ở mức độ nhiệt này sau 6 giờ tiếp theo cho đến khi máy ngừng hoạt động, tương ứng với thời gian ngủ là 8 giờ. Và với chế độ này thì các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà mình đang ngủ nghe ngon lành á, không phải vì lạnh quá mà phải bật dậy điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh nữa. Và chiếc máy lạnh cuối cùng mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là một chiếc máy lạnh đến từ thương hiệu Việt Nam mang tên Nagakawa. Xem các chế độ ở trên remote á thì mình thấy cũng khá là đầy đủ, tương tự như những máy lạnh mình đã kể trên. Và mình thấy một điểm sáng ở chiếc máy lạnh Nagakawa này á là còn có khả năng lọc bụi nữa. Phía sau nắp máy Nagakawa được trang bị bộ lọc HEPA filter có khả năng lọc được các hạt bụi mịn, phấn hoa hay lông thú cưng, cực kỳ hiệu quả trong khi máy hoạt động nha, giúp luồng gió thổi đến chúng ta là luồng không khí sạch và mát, đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Mặc dù đây là một chiếc máy lạnh có giá tiền cao nhất trong danh sách Hậu đề cử luôn, tuy nhiên đây là một chiếc máy lạnh có khả năng lọc bụi mịn thì Hậu thấy cũng xứng đáng đúng không các bạn. Mình chỉ cần bỏ thêm một chút tiền nữa đầu tư thì bảo vệ được sức khỏe của mình nè, mà đặc biệt là các bạn cũng đang sống một cái nơi rất là đông đúc như là thành phố Hồ Chí Minh nữa. Vừa rồi là những gợi ý của mình về các dòng máy lạnh có giá tiền hấp dẫn phù hợp cho sinh viên. Mà khoan, sinh viên gì mà giá 6-7 triệu? À, sinh viên rơm mít. Và không chỉ sinh viên không thôi, những bạn nào mà chúng ta đã ra ở riêng có thu nhập tầm trung và đang ở trọ thì chúng ta có thể cân nhắc 5 chiếc máy lạnh mà Hậu vừa chia sẻ đến các bạn nha. Và nếu các bạn thích chiếc máy lạnh nào thì hãy để lại một bình luận cho Điện Máy Xanh biết nè các bạn. Và hãy để lại một like, một subscribe cho kênh Điện Máy Xanh để nhận được những video đánh giá sản phẩm trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ, phía Hậu xin chào và hẹn gặp lại.